Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho giáo hội Việt Nam một vị mục tử nhân hiền là Cha Phanxicô Trương Bưu Diền, là một Kitô hữu Cha đã sống, xứng đáng với ơn gọi làm con Chúa, với lòng tin son sắt, lòng cậy bên đỗ và lòng kính mến rát rào đối với Chúa, cùng với giáo hội và với con người. Là hiền thân của Đấng Kitô, vì một từ tối cao đã tự nguyện hiến dâng mạng sống mình để đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Là một tông đồ, Cha luôn thao thức loan báo tin mừng, Cha cũng là hoa anh của lòng Chúa xót thương và hay thương xót những người nghèo khổ yếu đau tội lỗi, đặc biệt Cha rất thương yêu anh chị em lương dân và thương luôn chuyển cầu muôn ơn Chúa cho họ, khiến ai nấy đều quý mến chạy đến xin Cha giúp đỡ, nhờ Cha nguyện giúp cầu thay, xin Chúa thương ban cho chúng con những điều chúng con đang khấn cầu, với niềm hy vọng sớm thấy Cha được vinh hiển trong hàng ngũ các thánh ở trên thiên quốc. An Thu. Kính xin Cha Trương Bửu Diệp cầu xin với Chúa và Đức Mẹ nhận lời cho gia đình bạn con là Trinh đang gặp khó khăn xin được tiền trợ cấp nhà ở. Gia đình 4 người thì 2 người phải dùng xe lăn, còn con trai 22 tuổi thì bị hội chứng đau từ lúc mới sinh. Xin cảm ơn Cha. Thanh Trần. Hiện nay sức khỏe chồng con rất yếu. Xin Cha ban phước lành cho chồng con tránh mọi bệnh tật, tâm thần được an lành. Xin cho việc chữa bệnh của chồng con được tốt đẹp. Con xin cảm tạ ơn Cha. Ca sĩ Đỗ. Con cầu xin cho con gái con. Xin Cha hãy cứu giúp cho ca sĩ được qua cơn bệnh này và mau khỏe lại, để tiếp tục cuộc sống bình thường. Cầu xin Cha cho Casey sức khỏe để mau khỏe lại. Hân Lưu. Xin Cha cầu khẩn cho kết quả chụp CT scan của con được tốt đẹp. Con xin cảm tạ Cha. Một người xin khấn. Lạy Cha, con xin Cha khấn cùng Chúa cho Teresa Oan được ơn chữa lành. Xin cho Teresa được gặp thầy gặp thuốc, bình an trong Chúa. Amen. Tuyền Nguyễn. Con xin khấn nguyện Cha cho con. Xin cho vợ chồng con qua cơn đại nạn này, chuyện dữ hóa lành, chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Amen.
Vương Nguyễn. Xin cha cho gia đình con sớm được đoàn tụ và giấy tờ được suôn sẻ. Xin cha cho vợ con được khỏe mạnh và cả đôi chân nữa. Con xin cảm ơn cha. Brian, xin cha cầu bầu cho con được khỏi bệnh. Con xin cảm tạ Chúa và cha. Kim Đào, con cầu nguyện đến cha phù hộ cho chồng con gặp thầy gặp thuốc và mau hết đau cột sống. Con xin cảm tạ cha. Lan Vũ, xin cha cầu bầu cùng Chúa cho em con được mọi sự bình an và xin cha cho cháu con được khỏi bệnh. Thanh Tuấn, xin cha cho con gái con là Catalina hết bệnh chàm, luôn mạnh khỏe, dễ ăn, dễ ngủ, dễ chịu, ngoan ngoãn. Xin cha cho vợ chồng con luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Annie Lê, xin cha cầu bầu cho con qua khỏi căn bệnh hiểm nghèo này. Con cảm tạ cha. Bonnie Hồ, con cầu mong cha ban cho vợ của con và thai nhi luôn khỏe mạnh và phát triển tốt, để hai mẹ con được mẹ tròn con vuông. Con xin đa tạ Thiên Chúa, Đức Mẹ và cha. Đào Nguyễn, xin Đức Cha chữa lành mọi bệnh tật trong cơ thể của gia đình chúng con. Xin cha chữa lành bệnh bướu cổ, con trai con. Amen. Anh Nguyễn, gia đình người thân của con mọi người được sức khỏe, ba mẹ hết bệnh, con cái con học hành giỏi, biết nghe lời, con cảm tạ. Judy Sanjay, cha Diệp ơi, xin hãy giúp con sớm khỏe lại, vượt qua bệnh tật, xin hãy giúp con cảm ơn cha rất nhiều. Trương Nguyễn, xin cho con khỏi bệnh bướu gan, bệnh huyết áp cao và bỏ được rượu bia, thuốc lá. Con cảm ơn cha. Kim Nguyễn, xin cho con, thứ năm này con mổ mắt cườm thành công. Cầu xin Chúa cho con dâu của con có sức khỏe dồi dào. Xin được một con trai vào tháng 1 năm 2025 này. Mẹ tròn con vuông. Cầu xin Chúa cho con trai con út của con hết bệnh trầm cảm. Xin cảm tạ cha. Thảo Trần, con xin cha thương mà chuyển lời cầu nguyện của con lên cùng với Chúa. Xin ban cho con được ơn chữa lành. Amen. Vui, xin cha cầu nguyện cùng Chúa cho con gái của con được ơn chữa lành, khỏi bệnh ung thư xương. Cảm tạ cha. Nhung Đỗ, con cầu xin cho con tai qua nạn khỏi, hai đứa con của con chăm ngoan và học giỏi. Con xin cảm tạ cha. Hoàng, cầu xin cha cầu bầu cùng Chúa, ban ơn lành bình an đến với cha mẹ và anh chị con. Xin cha ban ơn lành cho vợ con được khỏe mạnh, bình an. Em bé trong bụng được khỏe mạnh, phát triển đủ tháng, đủ ngày và hai mẹ con được mẹ tròn con vuông. Con xin đa tạ. Cúc Lê, xin cha cầu bầu cho cháu con bị bệnh tự kỷ, tìm được đúng chỗ để cháu được đi học. Con xin cảm tạ ơn cha. Ngọc Nguyễn, xin cha cầu bầu cùng Chúa chữa lành bệnh cho mọi người trong gia đình con. Xin cha cho người con bị bệnh, hội chứng, đau, tâm trí được ổn định, bệnh tật trong người được chữa lành. Con tạ ơn cha. Cha Diệp ơi, con xin
xin cảm ơn Ngài, xin Cha mãi chuyên cầu dâng lên Chúa nhân lành. Tạ ơn Chúa đã xót thương con. Cha Diệp ơi,